Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta lại quay chủ đề lại tiếp tục với KLS, KSEN Network. Thì như các bạn đã thấy trên trang Hashray này thì hầu hết tất cả các card màn hình đời cao và đời tầm trung hiện nay đều hỗ trợ cho chúng ta đào KLS với cái mức lợi nhuận có thể chấp nhận được. Và nói chung là lợi nhuận lúc này là dương, tức là sau khi các bạn đã trừ ra tiền điện các bạn ha. Thì ví dụ như các bạn coi mà lợi nhuận của 4070 đang được là 1.10 USD này ha. 3080 Ti thì được 0.61 này. 3090 thì được 0.65 này. Đó thì 4070 Ti thì được tới 1.51 và 4090 là được tới 3.12 USD ở thời điểm hiện tại. Và cái chủ đề của ngày hôm nay mình làm video này là sẽ giúp cho các bạn hoàn thành cái việc xin nhanh nhất. Tức là gì? Chúng ta sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu cho cái nốt của chúng ta để nó hoàn thành cái việc xin là nhanh nhất. Chứ còn bây giờ các bạn vào mà các bạn xin khoảng 10 ngày luôn thì mất sẽ rất nhiều thời gian. Mặc dù là cái việc xin của KSEN khá là nhanh nhưng mà các bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha. Một thời gian khá dài bởi vì cơ sở dữ liệu của nó đang rất là nhiều. Rồi ok, thì ở trên Discord của dự án ha, các bạn vào phần View Full Link thì các bạn nhìn ở phía dưới này đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy được, đầu tiên là các bạn hãy vào đây cho mình, hoặc là các bạn vào đây, nếu Google không cho các bạn thì các bạn vào đây là Google, còn nếu mà Google không cho thì các bạn vào Fast Upload đây, cái link đây. Sau đó các bạn download cái load cái file đó về máy tính của các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ download cái file đó về máy tính của mình ha. Rồi, tải xuống. Vẫn tiếp tục tải. 3.5GB các bạn ha. Và đây nó đang tải về máy của mình đây. Rồi, ok, các bạn chờ cho nó tải xong cái file này về. Và chúng ta sẽ tiến hành cái bước, đó là bước giải nén và copy vào cơ sở dữ liệu trong máy của chúng ta. Cái việc tải video của mình nó đã hoàn thành rồi các bạn ha. Đây ha. Rồi, và thì cái việc trước đầu tiên của các bạn là các bạn phải giải nén cái này ra, được chưa? Rồi chúng ta cùng chờ ha. Và mình đã giải nén xong thì chúng ta sẽ được cái file cơ sở dữ liệu của nó đây các bạn ha. Đây là file cơ sở dữ liệu của nó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ mình để đó ha, mình vào Discord dự án. Các bạn xem tiếp theo, download hoàn thành rồi, các bạn sẽ delete cái cơ sở dữ liệu cũ đi, được chưa? Cơ sở dữ liệu cũ thì người ta cho chúng ta là đây, Windows C user, mặc định các bạn ha, mặc định nó sẽ là C user. Username này là cái user trong máy tính của các bạn, được chưa? Tiếp theo là gì? App data local. Rồi các bạn cứ đi vào từng thư mục một. Đối với Windows thì nó rất là dễ rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ vào disk PC đây đúng không ạ? Rồi các bạn chọn user, rồi các bạn chọn user. Ở đây các bạn sẽ không thấy được cái thư mục app. Thì cái thư mục app thì các bạn phải làm như thế nào? Các bạn chọn option. Tiếp theo các bạn chọn phần view. Ở đây các bạn sẽ enable lên cho mình cái này ha. Rồi các bạn high attention. Đây các bạn ha, bỏ cho mình cái dòng này. Được chưa ạ? Cái dòng high protect gì đây? Các bạn apply, các bạn ok. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được cái thư mục là app data local KSEN network KSEN mainnet và D2. Thì ở đây các bạn làm gì? Các bạn xóa luôn cái thư mục D này đi giùm mình, được chưa ạ? Xóa luôn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ quay lại cái phần thư mục D kia, đúng chưa ạ? Các bạn copy cái thư mục D này, hoặc là các bạn cắt luôn cho nhanh. Rồi các bạn quay lại cái thư mục này, các bạn dán vào. Rồi chúng ta chờ cho nó hoàn thành. Vậy là nó đã hoàn thành việc copy thư mục đúng không ạ? Data D2 các bạn vào kiểm tra. Rồi xong xuôi. Cái việc của các bạn là gì? Các bạn lại tiếp tục chạy cái KSEN lên. Mình tìm cái KSEN của mình, cái nó ở đâu mất rồi.
trong phần download. Các bạn chờ tí xíu để mình tìm cái Kasen của mình ha. Rồi cái đây là cái thực mục Kasen của mình. Còn Kasen của các bạn ở đâu thì ở trong máy các bạn thì các bạn hãy vào ha. Thì tiếp theo là gì? Các bạn chạy cho mình cái lệnh nào? Những cái ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn hết rồi đúng không ạ? Tiếp theo các bạn chạy cho mình cái lệnh là gì? UI. Đây đúng không ạ? Các bạn sẽ chạy cho mình cái lệnh là Kasen. Được chưa ạ? Thì đối với một số bạn sử dụng máy đi Windows đời thấp thì các bạn hãy sử dụng cho mình cái lệnh này. Các bạn xóa hai cái lệnh trước đi. Được chưa ạ? Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bạn chạy. Thì lúc này các bạn chỉ chờ khoảng một thời gian rất ngắn, lâu thì nửa tiếng hoặc đến một tiếng là các bạn sẽ xin kịp block so với thời điểm hiện tại của mạng lưới. Và lúc này các bạn có thể query balance của các bạn lên. Được chưa ạ? Các bạn query balance của các bạn lên. Rồi, tiếp trước khi chạy query balance thì các bạn phải chạy cho mình cái lệnh là gì? Start daemon. Đúng không ạ? Sau đó các bạn tiếp tục chạy cho mình cái lệnh gì? Các bạn chạy cho mình cái lệnh. Ô mình xin lỗi. Balance. Đúng không ạ? Thì nó sẽ cho các bạn biết cái số lượng balance KLS trong ví của các bạn. Và tiếp theo các bạn sẽ sử dụng cái lệnh send. Đúng không ạ? Send suyệt T. Đây là cái địa chỉ Kasen các bạn muốn gửi đến, không phải ví sàn ha, ví của người khác cũng được hoặc là một ví khác của bạn cũng được. Rồi trừ send amount, rồi các bạn hãy chọn cho mình ở đây số lượng là bao nhiêu. Được chưa? Đó, ví dụ như các bạn muốn đây nó có một cái là gì đây, send amount nó không có cái bắt buộc các bạn phải nhập số vào ha. Ví dụ như 10 ha. Cái tham số trừ ôn thì không biết mình làm sao mà mình chưa sử dụng được cái tham số trừ ôn. Thì sau này nếu mà mình sử dụng được cái tham số trừ ôn thì mình sẽ làm video để hướng dẫn đến với các bạn. Mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.